đang sinh sống và làm việc tại khu vực Sơn Tây, Hà Nội lại hội tụ về đây để gặp mặt, để giao lưu và tổng kết một năm về những hoạt động tình nghĩa của hội chúng ta. Về dự buổi gặp mặt hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu đại biểu khách mời, có bác Nguyễn Bá Trân là tổ trưởng tổ dân phố 7. Mời bác Trân. Bác Trân là tổ trưởng và cũng đã dự buổi gặp mặt của chúng ta lần năm ngoái. Đây là một cái địa điểm rất đẹp và bác đã cố gắng tạo điều kiện cho chúng ta được tổ chức ở đây. Rất là cảm ơn bác Trân. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu bác Nguyễn Văn Thinh, chủ tịch hội, đề nghị hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu các bác, các cô, các chú trong ban liên lạc và 39 gia đình trên tổng số 45 gia đình hội viên đã có mặt về dự vọng đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các bác, các anh, các chị, một năm trôi qua thật nhanh. Tuy nhiên, mỗi gia đình hội viên chúng ta cũng đã đều gặt hái được rất nhiều những thành công trong cuộc sống. Hoạt động chung của hội cũng đã đạt được nhiều kết quả rất tốt, rất thiết thực. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và xin mời bác chủ tịch hội lên đọc báo cáo tổng kết năm 2019. Xin trân trọng kính mời bác chủ tịch. Hôm nay hội đồng hương huyện Tứ Yên Nam Định, quê hương văn hóa anh hùng hiếu học giàu truyền thống cách mạng, khu vực Sơn Tây, thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt truyền thống nhân dịp đầu năm mới 2020. Thay mặt ban liên lạc, tôi nhiệt liệt chào mừng ông Nguyễn Bá Trân và các gia đình hội viên của hội về những buổi gặp mặt thường niên. Chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thưa các bác, anh, các chị và các cháu, Yên là một huyện lớn của tỉnh Nam Định với diện tích 240 km vuông, 31 xã, 1 thị trấn, dân số hơn 24 vạn người, nằm ở giữa ba trung tâm của ba tỉnh, ba trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Trải qua hàng ngàn năm hình thành phát triển, nhân dân Yên sáng tạo trong lao động, thông minh dũng cảm trong chiến đấu, năng động trong xây dựng quê hương, đã viết nên những trang sử hào hùng. Nhân dân Yên luôn mang trong mình truyền thống kiên cường, trung dũng. Thế kỷ thứ 15, vừa đến cuộc kháng chiến chống giặc Minh của Lê Đại, nhân dân Yên đã đứng lên chống giặc tại quê mình. Tiêu biểu là bà Lương Thị Minh Nguyệt, người con gái là Ngọc Quế Nghĩa, đã gặp nhiều mưu kế để giúp nhà Lê diệt giặc Minh ở thành Lộ xã Tiên Thọ. Mở đường cho Lý Vân Nam Sơn tiến dân Ấn Độ dẹp quân Minh và được vua Lê Minh Tông phong là kiến quốc vô nhân. Hôm nay tôi xin giới thiệu một nội dung cơ bản, một trong 11 di tích lịch sử văn hóa quốc gia của Việt ta. Và đây là đền thờ và những di tích. Thưa ban thành trị, thành cổ Lộ do quân Minh xâm lược xây dựng từ thế kỷ 15 trên đất của ba làng Bình Thượng, Bình Hạ và Thọ Cách, nay thuộc xã Yên Thọ của huyện, với diện tích gần 4 hecta, 3,309,600 m2. Thành cao 6 m, rộng 14 m,
có chu vi 2.500 m, dạ binh đóng quân rất đông, hàng ngày chúng điểm quân bằng cách cho lính đứng sát vào nhau, chặt khu đất rộng chừng 3 mẫu là đủ quân. Hiện nay ở đó vẫn còn một khu đất cao gọi là đấu đóng quân của mình. Các thành đồ lợn khoảng chừng 5 m là làng Ngọc Quế của xã Tiên Nghĩa, làng của bà Nữ Tự Minh Nguyệt. Phong tư quốc cách khác thường, chồng bà là Đinh Tuấn, người cùng làng, hàng ngày chứng kiến những tội ác man dợ của bọn Giặc Minh. Bà đã bàn với chồng mở một quán rượu ở cạnh thành để bán cho giặc, dò la tin tức tình hình của địch. Còn chồng bà đã bí mật chiêu mộ dân binh đứng lên khởi nghĩa. Buổi tối, nhiều tên Giặc Minh mò ra quán bà nhậu, rồi uống say ngủ, chui vào bóng này để tránh mũi đốt, ngủ như chết. Bà đã cho người buộc chặt đầu bao, kim chúng vứt xuống kênh để trôi ra sông Đại. Mùa hạ năm Bính Ngọ 1427, theo kế sách của bà Lương Thị Minh Nguyệt, chủ tướng Lê Lợi đã cử tướng Minh Lễ, Bùi Duy và Lưu Nhân Ái mang 3.000 quân tinh nhuệ chia thành 4 đạo quân bí mật với thành. Đêm đó mở hội ở thành Cổ Lộc, bà chủ Hoạt Lương xinh đẹp cùng người nhà đã phục vụ tận tình các tướng lĩnh của Giặc Minh. Quá nửa đêm thì chúng say mềm chui vào bao tải ngủ. Bà đã cho người thắt chặt đầu bao, mở cửa thành, làm ám hiệu cho quân ta đồng loạt vào bắt sống và tiêu diệt toàn bộ quân lính của thành Cổ Lộc. Bà Lương Thị Minh Nguyệt đã được triều đình phong là kính quốc phu nhân. Nhân dân đã xây dựng đền thờ vợ chồng bà gọi là đình Kiến Quốc Phu Nhân, hay là gọi là đình Ngọc Quế, và ngày nay nhân dân quen gọi là đình Chuối, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1992. Nếu có điều kiện chúng ta tới thăm đình Chuối, chúng ta sẽ được giới thiệu những sự tích anh hùng của người con gái họ Lương, được ngắm nhìn đẹp của di tích. Những dậu Chuối trước đình đã tạo nên trên 100 tuổi, cao 5 m, được ngắm nhìn những bạn cạnh thấp của thời Hậu Lê trên các vì kèo xà dọc và quả cung. Hôm nay xin giới thiệu với các bác anh chị một trong 11 di tích lịch sử văn hóa tại đình này. Thưa toàn thể các gia đình hội viên, năm 2019, hội của chúng ta đã thực hiện đúng quy ước của hội năm 2018 đã đề ra. Hội chúng ta ngày càng phát triển, thực sự là cầu nối liền, gắn kết những người con ý yên Nam Định, xa quê hương sống trên khu vực Sơn Tây Ba Vì, đoàn kết chia vui với những hội viên thành đạt, đạt kết quả cao, thành tích xuất sắc trong công tác, học tập và cuộc sống thường ngày. Chúng ta rất vinh dự trong cuộc sống thực hiện chức trách, nhiệm vụ, lao động, công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc, đoàn kết gắn bó các thành viên trong hội, các chi hội, trong các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư, các tổ dân phố, làng bản, xây dựng tổ dân phố, thôn làng bản, xã và phường văn hóa. Tại buổi gặp mặt truyền hôm nay, chúng ta rất phấn khởi được chúc thọ bác Phạm Văn Hát 75 tuổi. Nhìn lại năm qua, chúng ta còn vui mừng thấy rằng hầu hết các gia đình của chúng ta có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Tất cả các thành viên học tập, công tác tốt, lao động và làm kinh tế phát triển. Có nhiều người viên được nhận phần thưởng cao quý của đảng, như hội viên Lưu Xuân Dính được tặng huy hiệu 45 tuổi đảng, Phạm Trọng Hòa, Đỗ Văn Phụng được tặng huy hiệu 35 tuổi đảng. Nhiều hội viên thành đạt được điều động bổ nhiệm thăng quân hàm, nâng lương,
như Nguyễn Trọng Thắng ở trường 1, chủ nhiệm bộ môn luật hình sự, tố tụng hình sự, khoa pháp luật, học viện quốc phòng, được thăng quân hàm trung tá. Nguyễn Văn Lưu, trường 2, giảng viên khoa học ở nhân văn trường Sư phạm Thái Nguyên, và Lã Anh Tuấn, trường 3, giảng viên khoa chính sách trường Sư phạm Thái Nguyên, được thăng quân hàm thiếu tá. Đỗ Thị Quyên, trường 1, giảng viên trường cao đẳng quân y 1, tốt nghiệp chuyên khoa cấp 2, học viện quân y, được học vị tiến sĩ. Để chúng ta nhiệt liệt chúc mừng các hội viên của hội phụ nữ chúng ta đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019. Tính như nay, hội chúng ta đã có 3 chuyên khoa cấp 2 bằng y là 3 tiến sĩ. Anh y là chủ chỉ chuyên khoa cấp 2 thôi. Và báo các bác là bộ giáo dục cũng đang cũng đề nghị là bộ y tế chuyển đổi văn bản chuyển đổi bổ sung những phần tiến sĩ để cho nó thống nhất vào đây là chúng ta có 3 tiến sĩ đều là nữ cả, hoặc chúng ta có 3 tiến sĩ thì là 3 tiến sĩ đều là nữ cả, là chị Nguyễn Thị Thu Hương, Đỗ Thị Quyên là hai người con gái Yên, và chị Nguyễn Thị Minh Ngọc là con dâu của Yên, là hai con gái của con dâu là ba tiến sĩ. Đây là những bông hồng tươi thắm trong vườn hồng rực rỡ sắc sắc màu tỏa ngát hương thơm của đồng hương Yên Nam Định, khu vực Sơn Tây, Hà Nội. Đề nghị chúng ta hãy nổ tràng pháo tay để chúc sự thành đạt của ba chị, chúc những người con gái, con dâu của Yên, gia đình đồng hương Yên Nam Định mãi mãi như Yên, đẹp như hoa hậu, giữ nguyên thế giả.